Vâng, xin mời quý vị hãy tới với ván đấu của bạn Huỳnh Châu Bảo Lâm của Bình Định với kỳ thủ Nguyễn Thành Danh của Thừa Thiên Huế. Hiện tại bây giờ cả hai bạn đều đang 3 điểm. Và trong bảng xếp hạng, để Phi Liêm xem Huỳnh Châu Bảo Lâm đang đứng số 9. Và đang đứng số 9 rồi. Và bạn Nguyễn Thành Danh hiện tại đang đứng số 18 của Thừa Thiên Huế. Đây sẽ là một trận đấu và để tranh tranh vào thứ hạng 16 đây. Và Thành Danh sẽ phải cố gắng rất nhiều để làm sao có thể cải thiện được cái vị trí của mình khi mà em đang đứng thứ 18. Và một trận trung pháo đối Bình Phong, chủ tốt binh tốt 3 rồi. Và tốt 3 tốt 1 đến 1 rồi thì bây giờ bên lúc này bên đỏ có thể thử sử dụng phương án có đi phương án pháo 8 bình 7 không hay là đi pháo 8 bình 6 đây. Đến đây thì cái liệu bên đỏ cũng có thể nghĩ tới đến phương án C2 tấn 6 nữa. Và ngay lập tức thì Huỳnh Châu Bảo Lâm đã chọn cái phương án đi pháo 8 bình 7. Vẫn là ở trong book thôi. Sao không quay mấy bàn đầu à? Bạn Việt Nông Cơ, thực ra ví dụ bây giờ quay bàn là Lê Pha với Lê Nguyễn được không? Quay bàn đầu cũng là bàn đầu, thực ra nói những cái bàn cuối này bàn ở gần đầu ấy thì sẽ là những cái bàn mà tranh chấp để vào hạng vào 16 kỳ thủ thì Phi Liêm nghĩ rằng là sẽ cạnh tranh quyết liệt hơn là những ở bàn trên. Có lẽ những bàn trên thì sẽ chơi một cái chiến thuật hợp lý, đó là làm sao để giữ vững được cái vị trí của mình. Đấy, chỉ cần đứng khoảng trong từ top 2, 3, 4, 5, 6 thì Phi Liêm cho rằng là những cái bàn trên thì dễ dễ là sẽ hòa hơn, đấy, nghiêng về tỷ số hòa hơn và đánh sẽ không sát khí và không quyết liệt như ở những bàn mà phải tranh. Và xin chào anh Stanh 2026 nhé. Chào mừng bạn đến kênh sóng của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Vâng, cảm ơn bạn C-Tech đã chia sẻ thông tin. Vâng, vậy là ở Hồ Chí Minh thì cũng có những cái quy định rất là khắt khe đúng không ạ? Vâng. Và vận động viên nào cũng phải cố gắng để thể hiện bản thân. Phải có cái thành tích rất là tốt thì mới được vào đội tuyển năng khiếu. Vâng, xe 1 tiến 5 ăn tốt và bây giờ đang bắt mã. Vâng, sẽ phải chạy xe 9 bình 4 ra đây. Nếu mà đi mã 4 tấn 3 thì rõ ràng sẽ bị xe 1 bình 7. Xe 1 bình 7 ăn thì đuổi con mã thì con mã không không chạy được. Đấy, sẽ bắt mã ngay. Nếu mà đi xe 2 tấn 6 thì bên đen sẽ có nước pháo 2 tấn 1. Bắt chết quân. Vâng, chào bạn Akira nhé. Chào mừng bạn đến kênh sóng. Vâng, vậy là Bảo Lâm đã không chạy xe bình 4 ra mà ăn tốt ngay. Mã 4 tiến 5 luôn à? Vật chiếu bây giờ khác sĩ 4 tấn 5 hay? Sĩ 4 tấn 5 thì sẽ có nước, sau đó thì xe 9 bình 6 chăng hay là đi pháo 5 thoái 1 trước đây? Vâng, xe 2 tấn 5 luôn. Đang đe dọa là ăn xe 2 bình 7 quý vị nhá. Và ngay lập tức thì Danh đã đi xe 1 thoái 2 rồi. Bắt pháo đầu trước đã. Xem bên đỏ có phản ứng gì. Pháo 7 bình 5 được chưa quý vị? Và cái phương án ăn lên mã 7 tấn 5 thì Phi Liêm cho rằng là sẽ cái xe quân xe 8 sẽ cần phải lưu ý. Khi mà cột lộ 2 bây giờ đang bị xe 2 ngăn thì có xe 8 sau này sẽ đi xe 8 phải là di chuyển là xe 8 tấn 1 rồi xe 8 bình 6 đúng không quý vị? Với việc hiện tại bây giờ đang bị răng đây. Đang bị giằng quân rồi.
Vâng, pháo 5 thoái 2. Vậy là Bảo Lâm đã không đi pháo 7 bình 5 mà đi pháo 5 thoái 2. Và ngay lập tức thì Thành Danh đã đi mã 4 tấn 3. Vâng, không thể ăn lên được. Hiện tại bây giờ là nếu như ăn lên thì có con xe 9 á. Xe 9 hiện tại chưa ra. Ăn lên bị mất xe ngay. Vâng, nếu đánh như này thì Phi Liêu lại có cảm giác rằng ăn mã 4 tấn 5 ngay thì lại cảm giác nó không không được cái cờ của bên đỏ không được tốt đúng không quý vị? Chạy pháo 7 bình 5 rồi. Và bây giờ thì mã có ăn pháo hay không? Nếu mã ăn pháo thì binh 5 tấn 1. Vâng, cũng có cái lý là sau khi mà ăn xong thì lại thúc được binh 5 lên. Điểm vấn đề của bên đen đó chính là con xe 8. Làm thế nào phải đưa được xe 8 ra ngoài. Hiện tại bây giờ xe 2 rất là khỏe rồi. Xe 2 của bên đỏ và sẵn sàng tham gia ứng chiến rồi. Vâng, xe 1 tấn 2 với mục đích là sau này sẽ lấy mã 3 tấn 5 ăn vào pháo đầu nhưng ăn pháo sau. Sau đó có nước xe 1 bình 5. Xe 1 bình 5 bắt pháo. Liệu bây giờ đối phương bên đỏ đi xe 9 được chưa? Chạy xe 9 bình 4 được không quý vị? Xe 9 bình 4 sẽ bị ăn pháo đầu. Pháo vật về vẫn xe 1 bình 5. Vâng, đỏ sẽ xử lý cái nước cờ này như nào đây để cho không quân xe có thể ra được mà không mà các quân đều thông thoáng bây giờ. Chạy xe ra lộ lộ 3 được không? Chạy xe ra lộ vâng lại chạy pháo 5 tấn 2. Chạy pháo 5 tấn 2 bây giờ ăn được chưa ạ? Cứ đi mã 3 tấn 5 thôi. Mã 3 tấn 5 sau đó sẽ một bình 5. Nếu pháo 5 thoái về thì vẫn là xe 1 bình 5. Vâng, đỏ ăn trước. Vâng, đen có thể nghĩ tới việc đi xe 1 bình 4. Nếu mà đã chạy pháo 2 bình 3 thì bên đỏ sẽ lợi thêm một nước đi xe 9 bình 8 và đe dọa chiếu hết. Đấy, Phi Liêm cho rằng đến đây thì bên đen có thể đi xe 1 bình 4 được. Xe 1 bình 4 nếu mà tượng ăn và tượng 3 tấn 5 thì có thể giật xe về bắt pháo. Và sau đó pháo 8 bình 6 hoặc pháo 8 bình 7 để mở đường cho xe 8 tích cực. Vâng, vậy thí lại rồi. Chiếu trước. Và xe 1 bình 5 thì bây giờ chạy bắt buộc phải xe 3 bình 5. Vâng, vậy là có một nước rất hay của Thành Danh rồi. Thành Danh đổi quân và ăn được hơn cây. Vâng, sau khi nước chiếu thí thì bên đây ăn thì có nước vâng, có nước. Vâng, có thể nói rằng một nước rất hay của Thành Danh mà Phi Liêm cũng chưa kịp nghĩ ra. Đấy, sau khi ăn xong thì chiếu. Đấy, nhảy mã chiếu xe ăn thì ăn vào tốt chiếu chạy xe 3 bình 5 bắt. Rõ ràng lúc đấy con xe 7 đang ở trong miệng quân tượng. Đen thua rồi. Vâng. Stake. Đấy anh Stake bảo đen thua đấy, nên vừa rồi Thành Danh đã trả lời cho chúng ta thấy đấy. Đấy, nhìn sơ qua thì các bạn thấy rằng là cờ đỏ đang rất ngon đúng không ạ? Tuy nhiên thì Danh đã đi một nước rất hay và có thể nói rằng là lật ngược thế cờ luôn bằng nước mã 5 tấn 7 chiếu. Lúc đó không lên tướng được, lên tướng sẽ bị pháo 8 đâm chiếu hết.
bắt buộc xe phải ăn qua thì có nước xe bình năm chiếu, chạy xe vào đấu thì có nước xe ăn về pháo. Và vì lúc đó con xe đang ở trong miệng con tượng xe 7 ấy ạ. Vâng, xin chào bạn 8S nhá, chào mừng bạn đến kênh sóng. Không cấm được đâu ạ, thích gì thì cứ làm thôi ạ. Và cái sở thích mà 8S, bây giờ ai cũng có sở thích riêng chứ, bây giờ mình cấm sao được. Mà không nên cấm. Dụ mình cấm cái này thì lại thích cái khác. Vâng, vậy là sau một hồi suy nghĩ thì Bảo Lâm đã quyết định đổi quân rồi. Có lẽ Bảo Lâm đang tính tới việc để làm sao có thể hòa được ván này. Đó là một thành công. Có nước sau thì Lâm sẽ đi xe 5-3 ăn tốt đi, rồi tiếp tục bắt tốt biên. Vâng, xe 8 tấn 1. Xe 8 tấn 1 nhằm mục đích là không để cho xe 5-3 đấy. Nếu như xe 5-3 thì sẽ có nước ăn tự chiếu luôn và sẽ bị mất đôi tượng. Và lúc đó thì rất khó phòng thủ. Dạ vâng, em xin chào anh Trần Hữu Bình ạ. Chào mừng anh đến với kênh anh nhá. Vâng. Anh ơi anh khỏe chưa? Vâng, xin giới thiệu với quý vị khán giả trên kênh sóng của chúng ta lúc này cũng có nhà báo Doãn Hữu Bình. Một người anh của Phi Liêm mà Phi Liêm cảm thấy cảm kích và rất vui. Nếu như mà ngày nào cũng được ngồi cạnh anh bình luận thì Phi Liêm sẽ không cần lo lắng một chút nào cả. Và mong rằng một ngày nào đấy thì cũng gặp lại được anh Bình song hành cùng Phi Liêm. Em cảm ơn anh ạ. Giải này thì em có ba bạn tham gia thi đấu. Tuy nhiên thì các bạn ở lớp một bạn 7 tuổi và một một bạn 8 tuổi, một bạn 9 tuổi. Vâng, vậy là Bảo Lâm Thành Danh đã ăn được tốt biên rồi. Và chúng ta đang có một thế cờ mà xe pháo tốt với xe tốt. Và nếu như mà đổi được cái tốt biên thì rất có nhiều khả năng bên đỏ sẽ thủ hòa thành công. Ôi, vậy là vâng, Thành Danh đã quyết định đổi tốt à? Đổi tốt thế này thì khó rồi. Dễ là Bảo Lâm sẽ thủ hòa được rồi. Nếu như muốn đánh nhau thì phải giữ lại tốt đúng không quý vị? Vâng, tuy nhiên có lẽ Danh đang tính tới việc là không giữ được à? Nếu mà sang tốt 3 tấn 1 mà đi xe 9, tốt 3 bình 2 thì cứ gắn xe 9 lên thôi. Tuy nhiên thì khả năng là Danh đang tính tới việc nếu mà tốt cứ đứng ở vị trí 2 ấy, thì con tốt biên cũng không lên được. Vâng, dễ hòa rồi. Chắc Lâm sẽ tính tới việc là làm thế nào để lấy xe ăn vào pháo rồi. Vâng, bây giờ chạy ra bắt pháo. Còn rất nhiều thời gian cho hai kỳ thủ, thế nên là Phi Liêm sẽ nghiêng về khả năng kết quả hòa rồi. Vâng, vậy là có một bên đã đề nghị hòa quý vị nhé. Phi Liêm vừa thấy ấn đồng hồ đó để đếm nước. Vâng, chúc anh Bình mau hồi phục sức khỏe nhé. Vâng, anh ra viện rồi và đi làm rồi. Hôm trước thì anh Cảnh còn nói với em là sẽ cũng phải chờ chờ anh Cảnh đi công tác về để anh em mình có thời gian đi mời anh Bình đi uống cà phê. Hỏi thăm sức khỏe.
Vâng, vậy là Phi Liêm đã thấy hai kỳ thủ rừng đồng hồ rồi. Vâng, chúng ta vừa được xem một ván đấu giữa bạn Huỳnh Châu Bảo Lâm với bạn Nguyễn Thành Danh. Và đã có kết quả hòa dành cho hai kỳ thủ. Vâng, rất tiếc cho Nguyễn Thành Danh đúng không quý vị? Khi mà trong một cái nước cờ có thể nói rằng xuất thần, Phi Liêm và quý vị khán giả đều chưa thể nhìn ra được và đang có một cái nhận xét rằng ưu thế dành cho bên đỏ. Thì bạn Thành Danh đã có một nước cờ xoay chuyển tình thế. Hơn quân, xe hai pháo còn hai tốt với xe một mã hai tốt. Tuy nhiên thì Thành Danh đã đổi quân, Phi Liêm đang tính tới việc mà lúc sau khi mà bạn Lâm bạn ấy đổi mã lấy pháo, đổi đi để thủ hòa thì có lẽ Danh Danh phải nghĩ tới việc làm thế nào để giữ được một quân tốt đã. Xe pháo tốt thì mới có thể giành chiến thắng được. Sau khi bạn ăn tốt xong thì khả năng là bạn Thành Danh phải tính rằng không cho con tốt 3 sang đúng không quý vị? Khi mà con xe đỏ đứng cản tượng để cho tốt 3 tấn 1 sang thì có thể đi xe 3 thoái xe biên thoái một trước được không? Thoái trước không cho tốt sang.